Xin chào các bạn, tôi là Tăng Sinh Kiên từ ban nhạc Insector. Như các bạn đã biết thì ban nhạc đang có một kỳ nhỏ nhỏ dành cho tất cả các bạn có thể cover những ca khúc của ban nhạc theo những hình thức mà các bạn mong muốn, hoặc là làm những cái video clip của các bài hát của ban nhạc. Thì để các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc mà chơi lại những ca khúc của DCG thì chúng tôi sẽ làm một loạt clip hướng dẫn các bạn cách chơi một số hát của DCG theo phiên bản acoustic. Thì ở cái clip đầu tiên này tôi hướng dẫn các bạn chơi một bài hát vừa được rất nhiều khán giả yêu mến. Cái thứ đầu tiên nó sẽ là như thế này, nó gồm các nốt là sol, đô, si. Chúng ta sẽ đánh như sau. Tiếp theo các bạn sẽ đặt tay vào nốt ba, nốt sol, trong tiếng như sau. Chúng ta tiếp theo sẽ có những nốt là re, fa, đố và re. Đây chúng ta tay mà và đánh như sau. Cuối cùng là fa, si, sol, re, đố, si, sol. Cả câu cũng sẽ tăng nhạc. Son, la, re, không là fa, đô. Sau đó là đi có thể đến cái khúc thì ở cái gam cuối cùng của cái khúc hai là có một chút thay đổi, đó thay vì về pha trường thì các bạn về gam bảy nó lên đoạn solo. Một solo thì sẽ bao gồm những gam là bảy thăng trường.
sao solo. Chạy, nó sẽ linh hoạt một lần.